Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì đó? Cái em miếng miệng tự le hết trơn rồi. Chưa mở quà nữa kìa. Đây là sinh nhật của Gia Phát nha các bạn. À đúng rồi, để kéo cắt ra. Đâu? Nè nằm ở đây nè, ở đường này nè. À. Ở từ từ thôi, quá trời rồi. Quá trời hát non rồi. Nè. Cái gì? Xe robot. Robot hả? Đâu? Nè. Đây, rồi mở ra. Để cái bàn nè, mở cái bàn nè. Mở. Rồi mở đây. Trời, cái mặt robot. Cha. Ai sinh nhật nè cha xe. Có quà sinh nhật rồi cha ơi. Quậy hơn robot. Quậy hơn robot nữa hả? Quậy. À. Đúng rồi. Có được không? Có hết điều khiển rồi. Này mẹ giúp cho. Có hết điều khiển rồi. Đây nha, đây nha chút. Mới. Hết điều khiển rồi. Mở đi. Mở đường nào? Đây, mở đường này đây. Đằng sau. Đây, rồi. Oh my god. Rồi, lại mở đi. Chưa? Chưa. À, chưa có pin nha. Mấy pin đi. Chưa có pin. Kêu cha lấy pin đi Miên. Có chứ rồi. Không mở cái này. Được không? Đó, có cái gì có 5 pin. Rồi, 5 pin đúng không? Dạ. Rồi, gắn pin đâu? Xe robot. Rồi. Cơ quà nữa đó hả? Đó rồi, chứ. Xe cảnh xe. Gắn pin vô. Rồi, để chờ lấy pin nhé. Tới à. Nào. Ngầu quá à. Ôi, ngầu dữ ta. Tới luôn hả? Trời. Còn bạn có xe 6 bánh. 6 bánh luôn. Nè, ngầu không? Màu, màu. Của bạn có ngầu không? Ngầu. Tụi của con có ngầu không? Có nè. Ngầu, ngầu quá trời luôn. Ngầu quá trời luôn. Đúng rồi. Đó là cái gì? Hôm nay là bánh. À, hôm nay là sinh nhật của Gia Phát nha các bạn. Sinh nhật. Ôi, sinh nhật con mấy tuổi rồi? Con nói cho các bạn nghe ơi. 8 tuổi. À, sinh nhật là năm Gia Phát 8 tuổi nha các bạn. À, đây ăn là số 8. Không, cái đó đàn cày không ăn được. Và đây là em trai của Gia Phát nha các bạn. Bánh nữa. Con tên gì giới thiệu cho các bạn biết? Con Gia Đạt. À, đúng rồi, Quỳnh Gia Đạt nha các bạn. Bánh nữa. Rồi, bánh luôn. Ờ, nó là cái gì? Đồng xu. À, đồng xu nhiều quá vậy hả? Ờ, nguyên một túi quà luôn nè. Túi đựng tiền luôn nè. Hiểu chưa? Rồi kìa, xe xong rồi kìa, thử nha. Trời ơi, vậy không được luôn nữa. Quậy đi thẳng không? Đi thẳng rồi con. Đúng rồi.